Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng về hành vi đánh bạc trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân về việc Vũ Thị Huyên, 52 tuổi, ngụ tại tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, có biểu hiện hoạt động bắn solo số đề cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Bắc Cạn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh và tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Đào Thị Ngọc, Vũ Thị Huyên, Vương Quang Tuyến, Trần Văn Dương, Trần Anh Tuấn, cùng trú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Qua khám xét, phát hiện và tạm giữ 16 điện thoại di động các loại, hơn 19 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Qua tin nhắn SMS trên điện thoại di động. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác minh thêm một đối tượng đánh bạc với Đào Thị Ngọc là Vương Quang Tuyến. Làm rõ tổng số tiền lô đề theo bảng của Đào Thị Ngọc trong ngày 17 tháng 6 là gần 83 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.